Đắc được chân chánh tự tại thật là không thể nghĩ bàn. Muốn trở về nguồn cội thì trước hết phải dứt sinh tử. Sinh tử không dứt thì không thể trở về nguồn cội. Muốn dứt sinh tử trước hết phải dứt hẳn tâm dâm dục. Nếu không dứt hẳn tâm dâm dục thì không những không cách chi dứt sinh tử, càng không cách chi ra khỏi tam giới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tâm dâm dục không trừ không thể ra khỏi trần lao. Không trừ tâm dâm mà muốn thành tựu đạo nghiệp thì giống như nấu cát mà làm cơm. Người ngu nói mộng đó là việc tuyệt đối không thể được. Cảnh giới vô biên cũng vô tận, cảnh giới của Như Lai chẳng có bờ bến, chẳng có cùng tận. Trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng, viên dung vô ngại, vô ngại viên dung. Cảnh giới này không thể dùng lời ví dụ được. Môn này tự tại danh chứng được, vì tự tại danh xưng Quang Thiên Vương đã chứng được cảnh giới này.